gửi chồng em. Cảm ơn em vì đã dũng cảm bước đến và giao cho anh một tia hy vọng. Anh chắc chắn là người đồng hành cùng với em. Thì chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Chúc hai vợ chồng cháu sống trăm năm hạnh phúc, sớm có cái tử cho hai họ mừng. Hôm nay là ngày lành thật tốt, bố rất vui là trong gia đình mình có thêm một thành viên nữa, con Võ Đình Tuyên. Hôm nay chính thức là con của bố mẹ, là cháu của ông bà, các cụ, cơ ông, các bà trong dòng họ. Bố mẹ cũng không có gì ngoài những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các con nhân ngày lành tháng tốt hôm nay. Chúc các con mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và sống với nhau đến đầu bạc răng long. Thương yêu vợ con và lo cho cuộc sống sau này các con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc may mắn, thuận lợi, bố mẹ mừng. Ngày hôm nay thì em rất là xúc động khi mà được đứng với anh ở trên sân khấu này. Ngày đầu tiên khi mà em gặp anh, em không nghĩ anh sẽ là người bạn đời của em. Anh cảm ơn em vì đã đến bên anh vào đúng lúc anh đang không có gì, và anh cũng nên chiếu lòng và gặp những cái trắc trở trong chuyện tình yêu. Cảm ơn em vì đã dũng cảm bước đến và giao cho anh một tia hy vọng để anh luôn tin vào tình yêu và trong cuộc sống này. Nhưng mà sau bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kỷ niệm thì em tin chắc là người đồng hành cùng với em đến suốt cuộc đời này. Em mong rằng em sẽ chăm sóc anh cho những ngày mà hai đứa mình đói nghèo hoặc là giàu có. Và em muốn nói một câu là em rất là yêu anh. Hai bác quê có vào chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc. Đẹp vui của Phương Hoa, cậu mở chúc hai con trăm năm hạnh phúc.
nhớ những lần ngày đầu tiên anh nói chuyện với em và chơi game với em thâu đêm suốt sáng. Anh thì luôn là đánh sức bọt em AD. Nhưng anh cũng không nghĩ rằng là hai tụi mình sẽ là một đôi với nhau. Thì anh cũng hy vọng là anh có thể làm sức bọt, là một người hỗ trợ cho em đến suốt hết cuộc đời này. Quan viên hai họ cùng các vị quan khách trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 10 năm Quý Mão. Sau khi hai cháu Phương Hoa và Đình Tuyên đã tìm hiểu chín mùi, thì ngày hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức lễ vu quy cho cháu Phương Hoa Sách Duyên cùng với Đình Tuyên. Lần đầu tiên, thay mặt gia đình hai bên, tôi xin chân thành cảm ơn các vị quý khách đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến dự lễ vu quy của con gái tôi. Không biết nói gì hơn, một lần nữa xin cảm ơn và chúc tất cả các quý khách một bữa buổi tối ngon miệng. Xin cảm ơn. Trong những giây phút hạnh phúc, hoặc là và những lần em vấp ngã, hoặc là những lần em cực kỳ tồi tệ trong cuộc sống, anh yêu em. Tuyên và Hoa sẽ luôn luôn yêu thương nhau, cùng nhau sống như là cùng nhau trải qua tất cả những cây đắng ngọt bùi, và dù có bất kỳ khó khăn hay gì đó cũng đều đồng hành cùng nhau. Chúc hai bạn hạnh phúc. từ tận đáy lòng thì chúc Hoa và Tuyên có một cuộc sống hạnh phúc. Hôn nhân trong cái quá trình hôn nhân thì có những khi vui vẻ hoặc là khó chịu, buồn. Tuy nhiên thì hãy cùng nhau xây đắp một cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau xây đắp một cái môi trường lành mạnh và yên vui, mang đến cho nhau những tiếng cười và thật sự là hạnh phúc. Dù có khó khăn đi chăng nữa thì cũng đừng buông tay nhau nha. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn.